Em xin chào các bác nhé. Trong video này thì em có một số loại lan nha, chia sẻ các bác mua về làm chê hoa. Các bác đặt hàng thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 0868825909 nhé. Số điện thoại em để phía bên trên góc bên trái màn hình ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là trao đổi qua Zalo, gọi điện nhắn tin qua Zalo đặt hàng nhé các bác nhé. Lan thì hôm nay em về cũng đa phần là hài đấy các bác nhé. Đây là hình số 1 này, tóc tiên nhé, tóc tiên Đà Lạt. Tóc tiên Đà Lạt nhưng thực ra thì nó cũng có ở vùng Tây Bắc, chủ yếu là ở vùng Điện Biên với Lai Châu các bác nhé, Sơn La đấy. Loại tóc tiên này hoa rất là to đấy. Tóc tiên này thì hoa thì em để trên màn hình thì các bác xem, hoa rất là to, nó không giống như cái loại tóc tiên mà nó rủ xuống, lá nó cứ rũ xuống như này đâu nhá. Cái này nó mọc thẳng đứng như này cơ. Đây cần hoa nó bị gãy này, rất là tiếc. Cái loại này thì nó ra hoa đúng vào dịp Tết, nhưng mà các bác mua vào thời điểm này những cây này thì dân người ta không giữ được hoa nữa này. Đặt hàng rất là nhiều cái cây này rồi nhưng về được 2 cây này, này. 3 cây. Cây này không tính này. Tóc tiên này hình số 1 em để giá 150.000 các bác nhá. Đây, tóc tiên này, đây. Hình số 1 150.000 này. Không không có hoa các bác nhá. Đây. Nếu mà có hoa nữa thì nó hay hơn này. Đây cũng có một cần hoa này nhưng mà đầu nó bị trù rồi, nó bị gãy rồi, rất là tiếc. 150.000 hình số 1. Em sang hình số 2 là hải kim nhá. Vẫn là hải kim vùng Lâm Đồng, 150k một phần. Và mỗi phần thì em sẽ để một, tối thiểu là một cái mèo nụ cho các bác về chê hoa các bác nhé. Đây, đây này, có cái mèo này này. 150.000 hình số 2 này. Đây, 4 cụm như này. Hình số 3 cũng 150.000 nhé. Đây, 2 cụm to này. 150.000 đấy, mèo đây các bác ạ. Đây. Lụ hoa, lụ hoa. Đây. Hình số 3 150.000, hải kim. Hình số 4 cũng 150.000. Đây. Đây, đây cũng có mèo. Đây cũng có lụ này. Đây này, đây. 150.000 nhá, hải kim, hình số 4. Hình số 5 cũng 150.000. Đây. Tất cả đều có mèo lụ hết này. 150.000. Cái này thì nó hơi bẩn bẩn một chút tại vì mưa nó dính đất mà. Các bác về tưới một thời gian thì lá nó cứng cáp và đẹp trở lại thôi. 150.000 số 5. Hình số 6 150.000 các bác nhá. Đây. Đây, lụ hoa đây. Đây. Cái này thì cũng có lụ hoa này, đây này, ở bên trong này cơ. Đây hai cụm như này, 150.000 hình số 6. Hải kim thì nó khỏe cây lắm. Hình số 7 hải giáp 50.000 nhá. Đây. Hải giáp 50.000 hải giáp này, cây trưởng thành như này. Hình số 8 hải giáp. Hình số 8 hải giáp. Trời tối quá rồi, tranh thủ lên video các bác. 50.000 hình số 8. Hình số 9 hai vẫn lam nhé, 4 cây, mỗi cây 25.000. Các bác mua cây lẻ thì em vẫn tách ra 1 2 cây em vẫn bán nhé. 100.000 hình số 9 này, 4 cây hai vẫn lam. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đây. Hình số 10 cũng 4 cây, 1 này, 2 này, 3 này, một mẹ một con vẫn tính nhá. Đây, là 1 cây. Hình số 10, 4 cây hai vẫn lam 100.000. Hình 11 là hai cookie nhá, 50.000. Đây. Một lùm như này. Đây là trồng được mấy chậu. Hình 12 thì một cụm cookie như này, 50.000. Đây. Hình 13 cũng 50.000 các bác nhá, hai cookie. Lá dài. Em sang hình 14 là hai vẽ lữ nhá, một đống như này 50.000. Đây. Về các bác làm giống. Đây một cụm như này cũng thể là trồng được một chậu rồi nhá các bác nhá. Đây. Hai vẽ lữ 14 50.000. Một trong những giống lan hài dễ trồng nhất. Hình 15 hài Zaki. Hài Zaki 150.000 một phần. Đây. 150.000 một phần đây. Hài Zaki. 3 cây. Hình 16. Hình 16 150.000 đây. Hài Zaki. Hình 17 hài Zaki. Đây, cây rất đẹp này. Cây Zaki với cây giáp này, nhìn nó lá nó cũng khác nhau đấy các bạn ạ. Zaki nó nhạt hơn và nó bóng hơn cây giáp này. Đây. Đây. Cây giáp đây này, cây Zaki này. Đấy. Hơi khác nhau một chút này. Hai cây này. Ba cây này. 150.000 hình 17. Hình 18. Cụm gấm này 60.000 các bác nhá. Hai gấm. Hình 19 cụm hai gấm này, nó đang có chuẩn bị có hoa đây. 60.000.
Đây là hải gấm thuần chậu nhá, 50.000 một chậu các bác nhá. 50.000 một chậu này. Đấy. Như thế này, nóng cả chậu gửi các bác. Hải gấm thuần chậu này. Đây, Vân Lam chuẩn bị vào vườn đây, một đống này. Vân Lam thì trồng dễ lắm các bác ạ. Đây em trồng đây hoàn toàn bằng đá thấm thủy này. Nó lên khủng khiếp luôn này. Đấy. Gần như là không rớt một cái lá này luôn. Cái lá này các bác cứ bảo là bị gãy, bị dập nhưng mà đừng cắt đi nhé. Mình trồng nó vẫn nuôi sống được cái cây. Đến khi nào cái cây ra lá mới thì cây này lá nó mới vàng này. Đây này. Cái phần nó bị các bác nhìn thấy nó gãy các bác cắt đi rất là phí. Các bác cứ để nguyên như thế nó vẫn nuôi cây mà. Nó vẫn quang hợp, ra chất để nuôi cây nhé. Hải hồng 30.000 một cây, nhổ chậu, đóng cả chậu 150.000 hai cây như này các bác nhé. Đây. Hải hồng, cây nhỏ thôi. Tiểu hồ điệp nhé, ghép dớn nhé, 230.000 một bảng dớn như này. Đây. 230.000 một bảng. Tiểu hồ điệp ghép dớn. 230.000 một bảng dớn này. Hôm nay thì em có từng đấy Phần Lan đây. Các bác có gì em ủng hộ em nhé, em chân thành cảm ơn ạ. Đây. Hoàng thảo Thái Bình các thứ vẫn có này các bác này. Đây. Kim thoa các thứ này. Người đăng lên rồi. Các bác nào lấy thì em tách cho. 100.000. 100.000 cân. Hoàng thảo Thái Bình trồng dễ lắm. Đây. Vứt linh tinh sống này.